Linh nó đi vàng, nó vàng quá trời luôn là hai con mà nó vàng. Cá ngon quá ha. Con có hẹn vàng nè. Cá này hiếm lắm không em? Không. Sao anh thấy ít thấy cá loại cá hẹn này ha? Chỉ là lúc trước cũng có mấy đổ hai ba con. Gom lại ha. Dạ. Cá chê vàng, chi trắng nè. Yeah. Dạ, đời sống giả chào cả nhà nha. Buổi trưa ngày hôm nay á, mình cùng với em Tri đi đổ vớn nè cả nhà. Này mấy ngày em đổ một lần? Ngày nào cũng đổ hết hả? Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Ba. Không có đi học hả? Sao cố gắng học đi, làm cái nghề này cực lắm. Sao có tương lai không? Nhà có nuôi cá lóc không em? Có. Nhiều không? Con cỡ 10 con. À. Một khi vậy mà thiếu cái ăn luôn. Một ngày đổ 100 mấy chục ký hả? Cá ăn á. À, chứ anh nghĩ anh nói ngày đổ 100 mấy chục ký là nhiều lắm á. Lúc trước cũng có ngày 100 mấy chục ký luôn. Wow. Nhiều quá ha. Lúc ngày đổ được ngày được 50 ký 60 ký mà em. Ngày hả? À. Không. Cá cũng nhiều quá ha. Có cá chạch nữa không? Tao để lên đây coi. Cá rô, cá lóc, cá mè, cá linh, đủ thứ hết. Túi cá mấy ký. Cá ngon quá. Dạ là vô gạch bên trong đó nha. Có bao vô gạch đó không? Nó đổ đó rồi. À, giờ đi đây giờ xuống dưới. Giờ đổ hết cái đại à. Để bơi qua đó. Cái khoảng cách cũng gần gần không ha, không có xa ha. Giờ thì em ghim bơi qua đây là cái nhà. Theo mà mình đi theo mấy anh em á, thì cái vớn của em Rim này á, cái đuôi này rất là dài luôn. Theo mình ôm, một ôm của mình thì không có hết đâu, phải ôm gửi của mình á. Nó dài từ đầu mũi này ra tới sau. Cái vỏ của mình là 6m3 với cái đuôi tôm 2m7 nữa. Ồ, là 10m. Cái đuôi này dài 10m luôn. Còn phủ ra sau nữa 10m đến 11m gì đó. Còn cái đuôi này nè, em ghim làm hình mũi tên. Ô.
nặng ghê á. Một nữa. Cưới này vô lâu chết rồi. Vô biển nè. Xây cục cỡ không đi vô trên kia. Lúc lên thì kia chết ở trên đây mà. Cốc hàng bự quá ha. Ủa cốc hàng đó. Con cốc hàng bự lắm luôn. Hàng vàng. Em đổ vô cái xô đó, dễ rửa. Cái này đổ vô khi luôn để hai chị ở nhà. À rửa hả? Chị muốn qua biển cẳng không? Muốn. Hai chị ở nhà rửa hả? Dạ. Sáng ngon quá ha. Con cốc hẹn vàng nè. Cá này hiếm lắm không em? Không. Sao anh thấy ít thấy cái loại cá hẹn này hết? Chỉ là lúc trước cũng có mấy đổ hai ba con, hai ba con. Gom lại ha. Dạ. Cá chê vàng, chê trắng nè. Vàng. Yeah. Nhiều loại cá ngon quá. Rồi đổ cho kia đi. Cái đó cá con quá trời hả?
lôi không đặt gì hết. Mưa nó chặt cái kìa. Mát quá. Rồi vậy là bơi qua bên cái đầu trên không? Để bơi chậm mình bơi trước. À, từ cái đuôi này nè cả nhà, từ cái đuôi này ha, mình đi lại tới cái đầu mũi nhọn, mình kêu mũi tên á, cái này là khoảng 10 đến 11 mét nè cái túi. Rồi cái bầu này á, xây cái bầu hình hình này kêu bằng cái gì ta? Trái tim á, thì không phải trái tim, mũi tên đi cho nó dễ hình dung. Cái hình này hình mũi tên, nó bè hai cánh ngay nè, thẳng mũi tên thẳng một đường vậy. Cái bầu này thì dài cũng khoảng 15 mét từ cái đoạn này cho tới xuống cái cánh này nè là 15 mét, còn từ cánh này qua cánh kia khoảng 4 mét. Còn từ cái bẩn này chả dài vô bờ đó, khoảng 20 mấy mét à, 20 mấy mét à. Mình đoán vậy nè, mình thích như vậy nè cái nhà. Đây là từ bẩn trong bờ, làm xéo dài nha. Ngoài đây, ngoài đây nó có hai cánh giống như hình mũi tên đó, nó đâm thẳng ra ngoài cái mũi nhọn này. Đây có cái đuôi để anh em dễ hình dung. Một số anh em trong nghề thì nhìn là biết rồi, còn nhiều lúc mà anh em mà không có trong nghề á thì mình nói cho những anh em trong nghề biết là cái hình thức giống là như kiểu này. Một thằng cái bầu này là xây bầu tròn, còn cái này mình thấy là bầu này bầu hình mũi tên. Khá là thấy nhỏ sơ sói rồi, không biết chiều, không biết dễ hơn mấy cái kia luôn. Cái này nè, chạy từ xa thấy dễ hơn mấy cái kia luôn. Wow, nhiều thiệt. Cái này nhiều quá ha. Cá mè, cá trắng nhiều hả em? Có cá linh không? Có. Nhỏ. Túi này nặng à. Thank you.
Có cái linh diệu không em? Dạ. Có cái linh diệu không? Cái linh đó. Cũng tối đó có cái linh không? Có mấy con, thấy mấy con này. Lúc lửa anh thấy. Cái này mình thấy cũng nhiều lắm đó cả nhà. Nó nhảy ướt túi luôn. Đó, nó giò trắng ở trong. Nhiều quá, số này quá trời luôn. Cái đặt 4 con luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.